Hi, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 2022, cũng là buổi sáng ngày mùng 1 tháng 5 năm Nhâm Dần. Kênh Invest TV của chúng mình gửi đến quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe, một tháng mới dồi dào sức khỏe, ngập tràn năng lượng. Như thường lệ thì clip này mình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn cái cập nhật cái số lượng pinot chạy trên toàn thế giới và tại Việt Nam của ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy là trên bảng số liệu hôm nay thì có 69.571 nốt pi đang được active. Với con số này chúng ta nhìn rõ ràng đã bị sụt giảm so với ngày hôm qua, ngày chủ nhật, với cái số lượng pinot đang được active là 70.000. Thì hôm nay thì đã xuống con số 69.000 rồi. Thì tí nữa mình sẽ show cho các bạn là số lượng sụt giảm là bao nhiêu. Thì đây các bạn có thể xem này. Đó. Đây là cái biểu đồ phân bố số lượng pinot chạy trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Nhìn trên đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là Trung Quốc thì vẫn đang là cái đất nước mà chiếm số lượng pinot chạy trên toàn thế giới là nhiều nhất với 46,38%. Đó, tổng số pinot của Trung Quốc đang được active trong ngày hôm nay là 32.267. Thì top 20 cái đất nước mà đang sở hữu nhiều pinot nhất trên thế giới hiện nay thì được giữ ổn định trong nửa năm nay rồi, cũng chưa thấy có sự xáo trộn nhiều. Có chăng chỉ là sự thay đổi thứ tự giữa các cái nước ở trong top 20 này. Hàn Quốc thì nửa năm trước thì cũng vẫn đang lình xình ở cái vị trí cuối ở giữa này, nhưng mà sau ngày 14 tháng 3, ngày Pi Day của năm 2022, khả năng cao là các cái cộng đồng Pi Network tại Hàn Quốc thì họ phát triển mạnh mẽ và lan tỏa được cái dự án Pi này đến nhiều người hơn. Sau đó họ phát hiện ra là chạy pinot này thì sẽ được thưởng tăng tốc độ đảo, nên họ đầu tư rất mạnh. Và từ sau ngày 14 tháng 3 đến giờ thì Hàn Quốc liên tục tăng cái thứ hạng trên cái bảng xếp hạng này. Đó, từ vị trí giữa lên dần. Cách đây khoảng hơn 2 tháng thì vẫn còn đang ở dưới Việt Nam, nhưng mà sau một vài buổi thì là bứt phá lên qua của Việt Nam và bây giờ đang giữ vị trí thứ hai. Và cái sự tăng trưởng pinot chạy tại Hàn Quốc thật sự ấn tượng các bạn ạ. Ngày nào cũng tăng, có những cái ngày mà một chuỗi cái ngày mà số lượng pinot tăng đều ở mức 3 con số. Rất ấn tượng phải không các bạn? Top giữa này và top dưới này thì cũng không có nhiều sự xáo trộn. Top giữa này, đặc biệt là top giữa này, họ chạy rất ổn định. Không có sự thay đổi thứ tự. Top dưới này thì thỉnh thoảng các cái nhóm nước Bulgari, Tây Ban Nha, Hà Lan, Romania, Italia, Croatia thì cứ thay đổi thứ tự anh lên anh xuống. Và mình cũng đang rất mong chờ một cái tên mới xuất hiện trên cái bảng tổng hợp số lượng pinot này, top 20 này. Đấy, rất mong chờ một cái tên mới. Nếu mà đến từ các cái đất nước mà rất là nhanh nhạy với thị trường crypto nói chung ấy, thì như ví dụ như là Indonesia hoặc Philippines họ xuất hiện, hoặc là Ấn Độ đó, mình cũng đang rất là thắc mắc không biết là tại sao Ấn Độ, một đất nước cũng có hàng tỷ dân như thế mà không nằm được ở trong cái top mà chạy nhiều pinot nhất trên thế giới như cái bảng tổng sắp này. Đó, rất là thấy lạ một điều như thế. Và đây các bạn có thể nhìn vào cái biểu đồ phân bố pinot trên toàn thế giới này. Đó, đậm đặc nhất thì vẫn là khu vực Đông Á, Trung Quốc. Khu vực này thì gồm có là Trung Quốc này, Việt Nam này, Hàn Quốc này, Malaysia, rồi thì Đài Loan, rồi thì Singapore. Đó, những cái khu vực nước Đông Á và Đông Nam Á. Đấy, đậm đặc luôn. Tiếp theo đến là khu vực châu Âu, cũng tương đối nhiều, chủ yếu ở trung tâm của châu Âu. Đó, những khu vực Anh, Pháp, Đức, Bulgaria, Romania, đấy, Tây Ban Nha, Hà Lan,
sang chuyển đến sang khu vực châu Mỹ thì lại tập trung chủ yếu ở Bắc Mỹ, cụ thể là ở nước Mỹ, ý không lan man ra các khu vực khác. Canada, một cái đất nước mà rộng ngang ngửa với Mỹ, hình như còn thậm chí rộng hơn, thì lại không không có mấy, không có nhiều lắm. Và kéo xuống phía dưới Nam Mỹ thì cũng chỉ có lác đác vài cái quốc gia khác thôi, số lượng phân bố không nhiều. Đặc biệt Brazil thì mình thấy cũng hơi lạ, top những cái cường quốc mạnh nhưng lại thấy chạy pinot ít. Ở châu Phi thì tập trung ở khu vực Nam Phi, còn khu vực này Trung Phi này thì mình cũng không biết rõ vị trí này của mấy nước nào. Còn ở châu Đại Dương, cụ thể là nước Úc thì tập trung ở phía Nam Úc. Đấy, Nam Úc nhiều. Còn phía Bắc của châu Úc thì lại không thấy mấy. Có lẽ khu vực này có nhiều sa mạc các bạn ạ. Ok, để thấy rõ được cái số lượng pinot trong ngày 30 tháng 5 này tăng giảm như thế nào, chúng ta chuyển sang cái bảng tổng hợp số liệu qua Excel. Thì đây các bạn có thể thấy đây. Hôm nay thì phần màu đỏ của bảng số liệu có vẻ là nhiều hơn rồi. Đỏ nhất là có anh Trung Quốc bị sụt giảm mất 551 nốt pinot. Rồi chúng ta thử sum lại xem nào. Tổng số bị sụt giảm pinot ngày hôm nay là âm 649. Rồi đã bị sụt hơn 600 pinot so với ngày hôm qua. Hôm qua thì đỏ thì ít hơn nhưng mà cái phần xanh thì cũng không chiếm nhiều. Đấy thì các bạn có thể thấy là hôm qua xanh không chiếm nhiều hơn là mấy. Xanh, số lượng xanh thì nhiều hơn nhưng mà trong cái lõi của màu xanh ấy thì không tăng, không cái cái lõi nó không được nhiều, trọng số không nhiều, thế nên là làm cho cái việc kéo cái sự sụt giảm của pinot của Trung Quốc này không lên được, chỉ có tăng được có 3 nốt thôi. Đó. Nói chung là 2-3 hôm nay thì số lượng pinot bị sụt giảm mạnh. Đây, đặc biệt là ngày hôm nay sụt tận 649. Rồi. Đây, và như mình nói ở phần đầu của clip, Hàn Quốc đó và cộng thêm anh bạn Nhật Bản của chúng ta nữa là hai cái đất nước mà tăng trưởng số lượng pinot rất đều, rất rất đều và ổn định, ngày nào cũng tăng. Hàn Quốc có những chuỗi ngày tăng trưởng số lượng pinot toàn 3 con số. Đây các bạn xem này, đấy 3 con số này, 3 số này, đây hôm nay thì tụt xuống, đây 3 số luôn đó. Rồi Việt Nam mình thì cứ hôm lên hôm xuống thất thường lắm. Đấy, hôm qua thì lên được 62 nhưng hôm nay thì lại tụt mất 72. Đài Loan cũng thế. Rồi, Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc, ba nước tăng mạnh nhưng mà rất không ổn định, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Rất không ổn định. Duy chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản là hai cái đất nước mà mình thấy là cái số lượng pinot tăng trưởng là đều và ổn định nhất. Rồi, top giữa thì ngày hôm qua tăng nhẹ thì hôm nay lại giảm mạnh. Đó, Đức, Malai, Hồng Kông, rồi Canada và Anh thì có tăng nhưng mà không nhiều. Úc thì giảm mất 2 nốt. Pháp, Singapore tăng nhẹ lần lượt là 3 và 4 nốt. Bulgaria và Hà Lan giảm nhẹ. Đấy. Còn tiếp theo là đây là Bulgaria và Tây Ban Nha nhé, xin lỗi các bạn. Giảm nhẹ. Còn đây là Hà Lan và Romania thì cũng tăng nhẹ. Italia, Croatia thì giảm chung chung. Đó. Nói chung là một ngày số lượng pinot không lấy làm gì vui vẻ cả, đã bị giảm rất nhiều, 649 nốt. Ok, đây là tổng hợp của kênh chúng mình về số lượng pinot chạy trên toàn thế giới và tại Việt Nam trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 2022. Kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục theo dõi những cái sự phát triển, những cái thay đổi của dự án Pinetwork nói chung và những cái biến động trong số lượng pinot chạy trên toàn thế giới và tại Việt Nam nói riêng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.